hot boy làm điều này với cô vợ khờ, khiến cô vợ khờ cứ tâm tẩm quất một lần mấy cây vàng luôn. Rồi chào hai chồng nha, hôm nay lại đâu vàng dữ lại. Dạ em mới bán miếng đất của ông nội em để lợ, là để lâu lắm rồi em chưa có sử dụng nên nay bà cô cho bán luôn. Trời ơi, vừa bán xong là mua cọng dây chuyền với chiếc lắc đó hả? Dạ. Rồi, rồi hai cái hộp kia lại gì nữa? Dạ em mua tặng vợ cho em. Trời ơi, đâu khui ra coi tặng đi. Ôi bữa nay lên làm đại gia rồi. Dạ, tặng em cái món quà anh xin dành giùm lâu ấn 12 năm nay. Cái gì ạ? Dạ, trời ơi, cái gì? Trời ơi, bốn cái khâu luôn kìa. Trời ơi, bốn sâu luôn. Trời ơi, đéo nhớ. Một cây hả anh? Ừ. Có nửa cây mốt à. Sao cứng vậy? Trời ơi, ôi, cái con tay. Cái này làm thêm bộ cứ nữa, để đi. Quay bỏ là bộ cứ luôn. Em chồng vô, hút cái lỏng. Quá trời ơi. Trời ơi, ông chồng đôi ông khả không? Trời ơi, tối với hai cái gửi được hả? Vậy? Thôi, hai cái gửi được rồi. Rồi. Còn gì nữa? Còn gì nữa không? Trời ơi, trời ơi. Không biết luôn gì chợ. Cũng biết dẹp đi. Có không cái gì? Cái này có để lợi, để sáng về để... Mỗi chiếc một cây gữ gì ba chiếc à... Bà tặng cho em cái này nữa nè, món này nữa nè, chịu không? Kìa, lỗi nhẫn quà đi. Nhẫn quà kìa. Bật mí coi. Lắc tay. Lắc tay này anh mua có 32.502.000 à. Ôi giời ơi. 32.000 luôn. Rồi quá rồi. Nhà sản xuất gì nhiều mình ba đó mình ra giá nhiều. Ôi. Vậy. Ôi giời ơi. Chồng lên đời rồi. Cái này là tổng cộng là bao nhiêu cây anh lợi? Tổng cộng hết là 50 cây không? Có 6 cây gữ à. 6 cây gữ à làm ra 50 cây. Tặng quà lớn cho vợ luôn. Cái này có con bồ kẹp nè ha. Vàng bồ kẹp. Trời ơi, sao bữa nay hạnh phúc dữ vậy ta? Lần đầu mua vàng thì thấy nó là đeo vàng bữa nay thì công ta luôn đó. Trời ơi, trời ơi. Trời ơi. Kiểu này tối chắc hung bốc khói quá. Trời ơi. Không biết nữa rồi, nhẹp nữa rồi. Kìa. Trời ơi. Quá nhiều luôn rồi. Nhà này mấy cây trồng? Hả? Mấy cây? Cái này có 3 cây mốt à. Rồi. Má hung mà tao nổi da gà luôn. 172.502.000. Cái này mấy cây? Cái này cây gỡ. Vàng 24 không? Này 100g. Trời ơi. Anh lại. Còn cộng hết là 1 ký mốt. Mình giàu rồi chồng ơi. Dành nhờ chi. Tại bà ông miếng đất của ông nội rồi. Anh để lợ. Hả bà cô cho hả? Bà cô cho nói thấy con đồng nghiệp quá để cho con miếng đất nữa. Hèn gì sáng giờ mất tiêu quên đi kiếm. Ai dạo đi bán đất với cô không? Miếng đất có 2 con nữa. Vàng cho tôi. Bất ngờ với trò cũng không đi với bà Kim Chiến nữa. Tôi ghen. Ai về đi bán đất sắm vàng cho tôi. Vàng mua nhiều lắm. Kêu để hẹn. Nữa, để nhà nữa. Kêu hẹn tôi đi ra đây. Trời ơi. Thích không? Thích không? Mua đây ông bận 2 chiếc đi. Gì? Hết chiếc này ra 1 chiếc đi. Nặng phải không? Nặng. Thôi phải rồi, để nặng quá. Đeo qua tay em kia phải không? Đeo bên, ta đeo bên đó. Ở chị bên kia nó có sợi dây lắc rồi mà bớt rồi bên đây. Quá thì hạnh phúc rồi. Quá hạnh phúc rồi. Em chết nó phải trên tay chinh là gần cả chục cây lận. Bởi vì chinh mới tháo ra. Nặng quá không? Nặng cái tay. Ôi sáng dưa mặt không nổi. Khó ngủ mệt rồi nè. Tối nay chắc là hầu khó ngủ kính là mới được sợn trộn vô nhà. Chắc ai nặng rồi. Xe đây coi. Ai khán giả thôi với chồng Trinh nha. Tặng quà cho Trinh đẹp không khán giả.
Chuyến này chắc khán giả ganh tị luôn rồi đó, thiệt đó. Ganh tị luôn bởi vì chồng kinh thương kinh. Thì đó, mua miếng đất đó mới được vậy. Kiểu này là tối là phải thưởng cho ông sáng đêm luôn nha. Trời ơi, không phải mòn bây giờ. Trời ơi, 3 giờ sáng đủ có 5 tối giờ đi, sáng. Tối đi, tối không khác nữa. 5 giờ sáng luôn khán giả ơi. Chuyến này kinh thương mà thôi đấm đuôi. Trên hơi mình đấm đuối khỏi nhà trộn chích hai cái gữ à hai cái gữ rồi hai cái gữ hai cái gữ hay mờ hai cái gữ trời ơi quỷ dữ à một đêm hai cái gữ được rồi quỷ à trời dính kia năm sáu cái trời trời lại muốn chết ốm gì dính năm sáu cái còn tháng nữa đi xe lăn ốm gì đó mới nặng tình yêu mình mới nặng nồng nữa càng già thì càng cay đúng không? Ừ. Càng lớn tuổi thì càng dai lên à. Càng dai cho lâu dài phải không? Mình anh lấy em năm 19 tuổi, năm nay 24 tuổi em mới càng già là biết. Hình yêu của Trinh già chồng hết tôi mặn nồng như thế nào. Như vợ chồng nói vợ chồng thương vợ dữ quá giờ vợ thương rồi nói thắng giả rồi chồng thương vợ quá chờ thương rồi quá đeo vàng luôn quá giờ vàng à. Anh Lợi ơi, anh đeo cái sợi dây chuyền đó thấy nặng không anh? Nặng cái này chắc 2 cây rưỡi không anh? 2 cây rưỡi đó. Đâu sao cái này giàu dữ vậy ta? Quá luôn. Cộng cộng hết là 6 cây mốc. Anh bán mấy công đất mà mua vàng dữ vậy? Chắc là hai công gữ. Ôi, với bà bán luôn cái sân gòn. Bán luôn cái sân gòn của bà ngoại để lợi nữa. Bà ngoại đi trước còn bà ngoại đi sau. Để lợi hai cái đó. Bán luôn hết rồi hả? Hết trơn luôn. Rồi coi nhắm bán cái này luôn không? Chưa để dành à để dành rồi để kinh doanh kiếm tiền đúng không nhớ, nhớ ngày đầu là làm ngoài đây ha xúc đá xúc đá bây giờ mới miếng đất cổ thì đó vừa làm thì anh còn làm ở đây thì bây giờ lên chảnh mới mấy ngày là cho miếng đất rồi thì giờ làm chủ rồi giờ mới mấy ngày không còn làm ở đây mới hồi đó mới lấy nhau làm ở đây và lên chức làm chủ nguyên cái căn dựa này luôn. Hàng diễm này mua lâm dâm luôn ha. Hồi nãy giờ nói chuyện trời xúc động luôn mua lâm dâm luôn. Quá dữ rồi cái này giàu quá trời giàu đại gia rồi. Lâm dâm rồi đó. Tối nay mà lớn rồi trời mát nữa. Giờ đợi thêm dứt hai cái gữ nữa. Bởi vậy mình tặng 5 cái luôn đó. Rồi sao vậy? Rồi đứt rồi. Đứt vàng rồi, đứt vàng rồi. Rồi đứt vàng rồi. Rồi. Cài chưa sát, cài chưa sát. Ôi, sao bữa nay nó chéo không dây kìa. Sửa lại đang quán. Rồi, lấy cọng kẽm còn lại. Sửa lại, kẽm còn lại. Sửa lại. Quá vàng luôn. Anh Lợi mua vàng đâu kỳ khôi anh Lợi vàng gì kỳ khôi vậy miếng đất vàng này bên hông chữ lắm nó giật xỉu mà vàng gì mới đụng nhẹ nhẹ mà xúc rồi vàng này nó căng ký quá xì căng ký đó cái gì vàng vàng giả nữa gì giả giả tiền của thiệt thì nghĩ vàng mới nghe dẫn ta dẫn rồi ra kè xuống màu luôn xuống mẹ kim thiên vợ về mấy cái này chặt hè nữa đâu có đâu ba tặng đó rồi khóc luôn rồi nhân rồi thôi cho bán nụ hôn móc khói nè đây buổi chiều hung trên cái đây giờ buổi tối hung cái kia rồi giờ làm đây chồng ơi vàng giả thì vàng giả ăn thua vợ chồng mình hạnh phúc cái câu sao đó tiền đó là tình yêu thật sự nghe bà con nghe chồng mình á tặng mình vàng giả thiệt chỉ là hạnh phúc không chủ yếu là hạnh phúc tình yêu mới là tình yêu thiệt thật sự mà mừng hột là mừng hột đúng không tiền vàng này từ bàn tay của người tạo ra phải không là hạnh phúc là trên nhất hạnh phúc vợ chồng mình là trên nhất hay quá nhất hay lắm nhất
À, mừng hụt là vẫn là mừng hụt đúng không? Mừng hụt vẫn là mừng hụt. Mừng hụt thì mừng hụt chứ. Bây giờ thì vàng này cũng mua cũng mấy chục ngàn đó. Chiếc này thì trăm mấy, chiếc này thì mấy chục. Ừ. Còn chiếc này thì 25 ngàn cộng. 25 ngàn cộng. Hết là tới sạn là 27. 270 ngàn hả? 270 lấy 2 ngàn. Ở trên trên ơi, đeo đeo thấy nặng không? 270 ngàn lấy 2 ngàn đó. Nặng không? Ủa trong đó nó chứa sắt hay gì trời? Dạ vàng thiệt mà. Trời ơi, tưởng giờ thiệt hay về vàng giả. Ai về vàng giả? Này đổ một chì. Hai lần cà khịa chinh rồi đó nha. Nặng luôn đó. Đúng rồi, tình yêu vợ chồng. Tình yêu thật sự mặn nồng. Tình yêu mãnh liệt quá không? Mặn y ăn là cục muối. Y ăn là nước biển, đáy hồ diễn nghe chồng nha. Giống mày, giống mày chồng. Mấy người ở ngoài coi đã cười, trong nghe con cười dữ đó. Trời ơi, quá hấp dẫn rồi. Vui không? Vui, dạ. Vợ chồng. Rồi hát bài đi, tặng khán giả vui. Rồi, hát tặng bạn giảng bài đi. Ừ. Cháu lên bài đi. Em yêu thương chồng như là cùng một hay ghen. Người chưa có câu người khe dễ. Người chưa có câu người khe dễ nấu, chồng xấu dễ xài. Nhưng mà chồng này là chồng đẹp trai, hơn khó xài, biết chèn dữ. Thì em không phải người nào cũng vậy. Mình biết giành giữ chồng mình là mình xài được à. Đúng không chồng? Đúng là một đi dính hai cái chữ. Rồi thôi, chào khán giả nè. Chào khán giả. Nặng tay thôi.